Tắm đêm có thể mang lại lợi ích như làm mát cơ thể và giúp bạn thoải mái hơn trước khi ngủ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tắm nước ở nhiệt độ nào sẽ phù hợp và có gì cần tránh. Dưới đây là một số điểm cần xem xét. 1. Tắm nước lạnh. Lợi ích: tăng cường hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi, ngừa cảm lạnh, tăng hormone chống phiền muộn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tinh thần sảng khoái, tốt cho da, giảm rụng tóc. Tắm nước nóng. Lợi ích: thư giãn các cơ, giảm căng thẳng, giảm đau nửa đầu, giảm sưng, bớt lo lắng, giảm viêm mũi, loại bỏ độc tố cho da, mở lỗ chân lông và làm sạch da.